Những Bồ Tát đó ngay lập tức có được biên chí tam muội. Nhờ sức của tam muội nên thường nhìn thấy chư Phật hiện tại trong vô lượng vô biên thế giới ở khắp mười phương. Sức tam muội này mãi cho đến khi thành tựu chánh giác quyết chẳng bao giờ thối thất. Nguyện trong thế giới tương lai con sẽ thành Phật. Tất cả chúng sanh trong cõi thế giới của con đều có được cung điện, y phục, chuỗi ngọc anh lạc, đủ mọi sự trang nghiêm tốt đẹp, giống như ở cõi trời thứ sáu là cõi trời tha hóa tự tại. Thế giới của con không có đồi núi gò nóng, các núi Thiết Di lớn nhỏ, núi Tu Di và biển cả, cũng không có chướng ngại sanh ra đủ loại phiền não, không có tên gọi của ba đường ác, tám nạn xứ, không có những tên gọi để chỉ những cảm thọ khổ, cũng như những cảm thọ không khổ không vui, huống chi là hiện tượng liên quan. Bạch Thế Tôn, chỗ phát nguyện của con là như vậy. Muốn được cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh như thế, trong đời vị lai, con nguyện sẽ tu hành đạo Bồ Tát nhiều đời nhiều kiếp, sao cho phải được thành tựu cõi Phật thanh tịnh như thế. Sau đó mới chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạch Thế Tôn, vào lúc con thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, sẽ ngồi ở đạo tràng dưới gốc cây bồ đề lớn, che khắp ngang dọc một vạn do tuần. Chỉ trong một khoảnh khắc là công đức viên mãn, thành tựu chánh giác. Sau khi thành Phật, hào quang chiếu sáng khắp vô lượng vô biên, trăm ngàn ức cõi thế giới của chư Phật.
khiến cho thọ mạng của con là vô lượng vô biên trăm ngàn ức na dò tha kiếp. Ngoài Phật ra, không ai có thể biết hết được. Trong thế giới của con, không có Thanh Văn Thừa và Bích Chi Phật Thừa. Hết thảy đại chúng đều chỉ toàn các vị Bồ Tát. Số nhiều đến vô lượng vô biên, không ai có thể tính đếm được, chỉ trừ chư Phật Như Lai. Nguyện sau khi con thành chánh giác rồi, khiến cho chư Phật trong khắp mười phương đều xưng dương tán thán danh hiệu của con. Nguyện sau khi con thành tựu chánh giác rồi, trong vô lượng vô biên A Tăng Kỳ cõi thế giới Phật khác, nếu có chúng sanh nào nghe đến danh hiệu của con rồi, phát tâm tu các căn lành để cầu sanh về thế giới của con, nguyện cho các chúng sanh ấy sau khi xả bỏ thân mạng chắc chắn sẽ được sanh về. Trừ ra những chúng sanh phạm năm tội nghịch, phỉ báng thánh nhân, phá hoại chánh pháp. Nguyện sau khi con thành chánh giác rồi, tất cả chúng sanh ở những thế giới khác phát nguyện thành Phật, tích lũy bốn đại vô tận để cầu được sanh về thế giới của con. Thì vào lúc lâm chung, con cùng với đại chúng vây quanh sẽ hiện đến ngay trước mặt người ấy. Người ấy được thấy con rồi, liền do nơi con mà được tâm hoan hỷ. Nhờ được nhìn thấy con, nên lìa khỏi mọi sự chướng ngại, liền đó xả bỏ thân mạng, sanh về thế giới của con. Nguyện sau khi con thành tựu chánh giác rồi, nếu các vị đại Bồ Tát nào muốn từ nơi con nghe được những pháp chưa từng nghe, vị ấy sẽ theo như chỗ phát nguyện mà được nghe. Nguyện sau khi con thành tựu chánh giác rồi, các Bồ Tát ở những thế giới khác, khi nghe đến danh hiệu con, liền được ngay quả vị, không thoái chuyển trên con đường thành Phật. Họ đều biết được thật tướng của các pháp. Nếu có phát nguyện muốn được các pháp môn Đà La Ni hay các phép Tam Muội, liền theo như sở nguyện mà chắc chắn sẽ được mãi cho đến khi thành tựu.
sau khi con diệt độ, nếu có vị Bồ Tát nào trong tha phương thế giới nghe được danh hiệu con, trong tâm liền khởi lòng tin trong sạch, được sự hoan hỷ bậc nhất, liền lễ bái con và ngợi khen rằng: vị Phật Thế Tôn này khi còn tu hành đạo Bồ Tát đã làm các việc Phật sự, trải qua nhiều đời nhiều kiếp rồi mới thành tựu chánh giác. Trên con đường thành Phật quyết không bao giờ có sự thối chuyển, họ đều sẽ biết thật tướng của các pháp. Nếu có phát nguyện được các pháp môn Đà La Ni cùng với các phép tam muội, liền theo như sở nguyện mà chắc chắn sẽ được, mãi cho đến lúc thành chánh giác không bao giờ thoái chuyển. Sau khi con thành tựu quả, nếu có người nữ nào ở tha phương thế giới nghe được danh hiệu của con, liền sẽ khởi lòng tin sâu vững, được sanh tâm hoan hỷ, phát nguyện thành chánh giác. Rồi mãi mãi cho đến khi thành Phật, quyết chẳng bao giờ còn phải thọ thân người nữ nữa. Kể cả sau khi con diệt độ rồi, cũng đều như thế. Bạch Thế Tôn, chỗ phát nguyện của con là phải thành tựu được cõi Phật như vậy, chúng sanh như vậy. Bạch Thế Tôn, nếu được cõi thế giới thanh tịnh và chúng sanh như vậy, thì con mới thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành tựu quả vị Phật. Bấy giờ, Đức Như Lai Bảo Tạng khen ngợi vua Chuyển Luân rằng: lành thay, Đại Dương, này sở nguyện của ông là muốn nhận lấy cõi Phật thanh tịnh, và chúng sanh trong cõi ấy cũng có tâm thanh tịnh. Đại Dương, ông đã nhìn thấy về phương Tây cách đây trăm ngàn muôn ức cõi Phật. Có cõi thế giới tên là Tôn Thiện Vô Cấu. Thế giới ấy có Phật ra đời hiệu là Tôn Âm Dương Như Lai. Ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn, hiện nay đang vì các vị Bồ Tát mà thuyết giảng chánh pháp. Thế giới ấy không có những tên gọi thanh văn và bích chi Phật. Tất cả đều là những Bồ Tát phát tâm cầu thành Phật. Chúng sanh trong cõi thế giới ấy chỉ do hóa sanh, không hề có nữ nhân.
Cõi Phật ấy có đầy đủ những công đức thanh tịnh trang nghiêm đúng như sở nguyện của Đại Dương. Vô lượng vô biên chúng sanh ở đó đều đã được điều phục. Vậy nay ta đổi tên cho ông là Vô Lượng Thanh Tịnh. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền bảo Vô Lượng Thanh Tịnh Bồ Tát: Đức Phật Tô Âm Dương kia trải qua một trung kiếp nữa sẽ nhập Niết Bàn. Sau khi Ngài nhập Niết Bàn rồi, chánh pháp sẽ trụ thế đủ 10 trung kiếp. Sau khi chánh pháp diệt rồi, trải qua 60 trùng kiếp, thế giới ấy sẽ đổi tên là Di Lâu Quang Minh. Khi ấy sẽ có Đức Như Lai ra đời, hiệu là Bất Khả Tư Nghị Công Đức Vương Như Lai. Đức Phật này cũng giống như Đức Tôn Âm Dương Như Lai. Thế giới cũng trang nghiêm tốt đẹp như thế giới Tôn Thiền Vô Cấu trước đây, không có gì khác biệt. Thọ mạng của Bất Khả Tư Nghị Công Đức Vương Như Lai là 60 trùng kiếp. Sau khi Phật diệt độ, chánh pháp tiếp tục trụ thế 60 trùng kiếp. Sau khi chánh pháp diệt, trải qua 1000 trùng kiếp nữa. Thế giới ấy lại lấy tên như cũ là Tôn Thiện Vô Cấu. Lại có Phật ra đời, hiệu là Bảo Quang Minh Như Lai. Bây giờ thọ mạng cho đến thời gian chánh pháp trụ thế của Đức Bảo Quang Minh Như Lai cũng đều giống Đức Phật Bất Khả Tư Nghị Công Đức Vương, không có gì khác biệt. Sau khi chánh pháp diệt rồi, thế giới ấy lại đổi tên là Thiền Kiên. Lại có Phật ra đời, hiệu là Bảo Tôn Âm Dương Như Lai. Khi ấy, sự trang nghiêm tốt đẹp của thế giới này vẫn như trước, không có gì thay đổi. Đức Phật Bảo Tôn Âm Dương thọ 35 trùng kiếp. Sau khi Phật diệt độ, chánh pháp trụ thế đủ 7 trùng kiếp. Sau khi chánh pháp diệt mất, lại có vô lượng vô biên chư Phật lần lượt ra đời. Thọ mạng và thời gian ở đời của chánh pháp thảy đều như thời kỳ của Đức Bảo Tôn Âm Dương Như Lai. Này ta nhìn thấy rõ hết thảy các vị Phật ấy, từ khi bắt đầu thành đạo cho đến lúc diệt độ. Trong lúc ấy, thế giới này vẫn thường trụ bất biến, không có gì thay đổi. Đại Dương, khi tất cả các vị Phật như vậy đều đã diệt độ rồi, sau đó trải qua số A Tăng kỳ kiếp
nhiều như số cát sông Hằng. Khi bắt đầu trải qua số A Tăng Kỳ kiếp thứ hai cũng nhiều như số cát sông Hằng, thì thế giới ấy đổi tên là An Lạc. Vào lúc ấy, ông sẽ thành Phật hiệu là Vô Lượng Thọ Như Lai Ứng Cúng. Chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiền nhân sư, Phật Thế Tôn. Khi ấy, Thánh Dương nghe lời Phật dạy rồi, liền thưa hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, những Bồ Tát trong thế giới đó hiện đang ở đâu? Phật bảo Vô Lượng Thanh Tịnh Bồ Tát: Những vị Bồ Tát hiện đang ở trong pháp hội này, tất cả đều từ nơi những cõi Phật khác trong khắp mười phương mà tụ hội đến đây nghe ta giảng kinh thuyết pháp. Các vị Bồ Tát này trong quá khứ đã từng theo học với chư Phật, đều được thọ ký. Hiện nay đã đang theo học với chư Phật trong khắp mười phương cũng được thọ ký. Trong quá khứ, những vị Bồ Tát này đã từng cúng dường vô lượng vô biên trăm ngàn muôn ức na do tha Đức Phật. Trong các căn lành, rộng tu các thiện pháp, tu tập trí huệ. Vì nhân duyên ấy, những vị Bồ Tát này đều sẽ thành tựu chánh giác trước ông. Bây giờ, vua chuyển luân lại thưa hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, vị Phạm Chí Bảo Hải đây đã khuyên bảo được con và quyến thuộc cùng phát nguyện thành chánh giác. Vậy con xin hỏi Thế Tôn, trong đời vị lai, vị Phạm Chí này sẽ trải qua bao lâu mới thành tựu chánh giác? Phật bảo nhà vua rằng: Vì Phạm Chí này đã thành tựu hạnh đại bi, nên trong đời vị lai, khi vị ấy làm sư Tử Hống Như Lai, ông sẽ có thể tự biết được. Khi ấy, vua chuyển luân lại bạch Phật: Thế Tôn, nếu như sở nguyện của con được thành tựu như Phật đã thọ ký, thì nay con cúi đầu lễ Phật sẽ khiến cho các cõi thế giới trong mười phương nhiều như số cát sông Hằng, đều có sáu điệu chấn động. Chư Phật trong các thế giới ấy đều thọ ký cho con. Vô Lượng Thanh Tịnh Vương Bồ Tát nói lời ấy xong,
liền ở trước Đức Phật mà cúi đầu sát đất lễ kính. Ngay khi ấy, các cõi Phật trong mười phương, nhiều như số cát sông Hằng, đều có sáu điệu chấn động